Dạo gần đây thì Nhật thường hay nghe anh em comment trên những cái bài của Nhật kiểu như vậy nè: anh Nhật ơi, xe em ngày đi 5-6 km thì thay nhất nào? Anh Nhật ơi, xe em á mỗi ngày cái đi gần đi chợ đi cà phê thôi thay nhất nào? Rồi anh Nhật ơi, xe em mỗi ngày chỉ dạo phố bên quanh khu vực nhà thôi thì thay nhất nào? Vậy thì hôm nay Nhật sẽ chia sẻ cho anh em trên clip này luôn ha. Rõ ràng là những cái nhu cầu trên á là nói chung lại sẽ là những anh em đang muốn thay nhất gì cho những dòng xe mà mình chỉ đi gần, đi vòng vòng mỗi ngày chỉ 5-6-7 km một ngày thôi, đúng không nè? Vậy thì Nhật khuyên anh em nha, mình đang phân vân thì mình nên chọn ngay những dòng nhớt bán tổng hợp. Và lý do như thế nào thì Nhật sẽ chia sẻ cận cảnh cho anh em xem. Với những dòng nhớt bán tổng hợp trên kệ nhớt của xe bánh mình, ví dụ như Shell hay là Motul hay là Mobil, thì những dòng nhớt này sẽ mang cho anh em đi được quãng đường tầm khoảng 1.000-1.200 km. Vị trí thì ví dụ mỗi ngày anh em đi tầm khoảng 5-6 km hoặc là 10 km, thì một tháng tầm khoảng 250 km luôn à. Vậy thì phải 4-5 tháng anh em mới phải thay lại, thì thời gian đó nhớt trong động cơ của mình vẫn còn hoạt động ổn định, đúng không anh em? Đó là nhớt bán tổng hợp. Còn nếu nhớt tổng hợp thì sao? Mỗi chai nhớt tổng hợp sẽ gồm nhiều thành phần phụ gia hỗ trợ cho việc anh em đi lâu phải thay hơn, thì tầm khoảng 2.000-2.500, thậm chí là 3.000 mới phải thay lại. Vậy thì vị chi nếu như anh em đi tầm khoảng 6-8-10 km một ngày thì phải 8-9 tháng anh em mới phải thay lại. Nhật thường chia sẻ với anh em rằng những dòng nhớt mà mình thay vào động cơ mà mình để thời gian quá dài á, thì những cái thành phần trong nhớt cũng như là những cái phụ gia trong nhớt nó sẽ dễ bị oxy hóa và xuống cấp nhanh. Thời gian dài như vậy thì không còn hoạt động tốt được nữa. Thường thì nhớt khi mà đổ vào động cơ rồi thì thời gian khuyến cáo sử dụng chỉ tầm khoảng 6 tháng thôi anh em. Vậy thì những chai nhớt tổng hợp nếu đã chế vào động cơ mình rồi, đã thay vào động cơ mình rồi, hoạt động rồi, thì những cái tác động của môi trường, những oxy hóa hay là nhiệt độ, nó sẽ làm mất đi tính chất bôi trơn hoặc là những tính chất phụ gia, làm mất đi độ nhờn cũng như là những cái hỗ trợ trên của chai nhớt, làm cho xe mình dễ bị bào mòn hơn nếu mình đi thời gian quá dài như vậy, 8-9 tháng rồi anh em. Cho nên á, những dòng nhớt bán tổng hợp sẽ hỗ trợ cho anh em việc thay sớm hơn, để anh em có thể đi những đoạn đường gần ngắn ngắn mỗi ngày. Đó là những cái chia sẻ của Nhật để anh em có thể chọn lựa dòng nhớt phù hợp nhất với lại nhu cầu sử dụng của mình. Tuy nhiên nếu mà anh em còn phân vân nữa thì đừng ngần ngại để các bạn bán hàng của số xe bánh mình tư vấn cho anh em đúng nhu cầu, đúng cách chạy cũng như đúng quãng đường mỗi ngày để anh em có trải nghiệm tốt nhất về từng dòng nhớt trên kệ nhớt khổng lồ của mình. Và dĩ nhiên rằng anh em ơi, nhớt chính hãng, thương hiệu lớn được anh em tin dùng thời gian dài luôn có trên kệ nhớt của mình để anh em có thể dễ dàng trải nghiệm. Nguyên lý là như vậy, đúng không anh em? Nhưng mà tuy rằng đi gần thì cũng sẽ có anh em chọn những cách chạy xe là hơi bốc ga, bốc máy, lên xuống ga thường xuyên, thì mình cũng nên chọn những nhớt tổng hợp để nó phù hợp hơn với bảo vệ động cơ mình tốt hơn. Còn những anh em mình chạy điềm đạm, chạy ít thì chọn nhớt bán tổng hợp thì đúng rồi, đúng không anh em? Và chắc chắn rằng nếu đi xa thì anh em nên chọn nhớt tổng hợp để có những cái quãng đường đi của mình nó ngon hơn. Chứ đi xa, đi tốc độ cao mà mình đi nhớt bánh tổng hợp á, thì nó không đảm bảo cái vấn đề bôi trơn cũng như đường dài nhiệt độ cao của mình, nó bảo vệ động cơ tốt, đúng không nè? Còn việc tư vấn như thế nào để phù hợp nhu cầu sử dụng thì anh em yên tâm, các bạn bán hàng bên số hai bánh mình sẽ luôn tư vấn cho anh em với đủ từng loại nhớt theo nhu cầu sử dụng của mình. Đi bốc, đi êm, đi xa, phụ gia, cấp cao đều có để anh em có thể thoải mái trải nghiệm tất cả dòng nhớt trên cái kệ nhớt khổng lồ của xe bánh mình. Qua đây cho anh em coi chiếc cúp xịn xịn của khách hàng mua về chỉ để uống cà phê thôi nè. Và dĩ nhiên là tư vấn cho ảnh chai nhớt Motul 3001 0.8 rồi. Cứ đi tầm 1.000 km thay lại là đảm bảo động cơ luôn được bảo vệ bền bỉ. Và dĩ nhiên với quy trình thay nhớt chuẩn kỹ sạch sẽ thì anh em quá quen thuộc rồi, đúng không? Thợ mình sẽ luôn xả nhớt bằng ốc phía dưới, nghiêng xe nhiều lần để hỗ trợ sạch hết tất cả những nhớt cũ trong động cơ, kèm theo những cặn bẩn ở trong động cơ được trôi xuống hết theo đó. Dùng giấy chuyên dụng để lau hết các vị trí nè, chỗ vị trí xả nhớt cũng lau luôn, những dụng cụ đồ nghề cũng lau luôn. Rồi những cái vị trí mà mở nắp châm nhớt sẽ được lót dẻ, dùng kềm vặn để tránh tình trạng trầy những cái nắp nhớt của anh em. Thao tác châm nhớt á, thì được tùy theo xe dung tích là bao nhiêu. Ví dụ như những dòng xe 0.8 đủ một chai như vậy thì mình sẽ châm hết và lắc nhiều lần để tránh tình trạng còn động nhớt lại trong bình nhớt của mình, làm thiếu dung tích nhớt của anh em. Để dễ dàng hơn cho anh em trong việc trải nghiệm từng dòng nhớt đúng với nhu cầu sử dụng của mình, số hai bánh mình 19 vị trí khắp thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bình Dương, Cần Thơ, anh em có thể dễ dàng để các bạn thợ thay nhớt với chuẩn kỹ sạch sẽ xe cho anh em, đúng không nè? Rồi những cái bạn bán hàng sẽ luôn hỗ trợ anh em am hiểu hơn về tất cả tính chất của nhớt cũng như tư vấn cho anh em làm sao đúng với nhu cầu và cách chạy xe của mỗi người, như vậy mới là nhớt ngon, nhớt tốt, đúng không anh em? Vậy thì chọn số hai bánh làm nơi thay nhớt để anh em có thể dễ dàng trải nghiệm từng dòng nhớt phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình nè.
với những cái tiêu chí nhập nhớt khắt khe như sau, thì anh em có thể biết được rằng các dòng nhớt trên kệ nhớt của mình là các thương hiệu nổi tiếng thế giới và được nhiều anh em tin dùng trong thời gian dài, cộng với lại là những nhà phân phối chính hãng trên thị trường Việt Nam không nhập những cái loại nhớt hay là thương hiệu nhớt không chính ngạch nhỏ lẻ nha anh em. Và chắc chắn rằng những sản phẩm chính hãng đó, những cái đa dạng sản phẩm đó, cũng như là những cái thao tác thợ, cũng như là những cách tư vấn của bán hàng, đều mong muốn mang đến khách hàng sự trải nghiệm hài lòng. Vì sếp Nhật thường hay dặn rằng á, không quan trọng là hóa đơn khách hàng là bao nhiêu tiền, mà phải quan trọng là phục vụ khách hàng hài lòng và quay lại thường xuyên với Sơ Hơ Bánh. Như vậy là bên Sơ Hơ Bánh vui rồi ha. Cảm ơn anh em sẽ chào lại anh em. Bye bye.